những vấn đề mới cung kẹo bây giờ hàng ngày liên miên nhiều lúc chúng truy tôi rát quá người tôi như không còn hồn tôi ì ra có lúc tôi chả biết đường nào tôi trả lời lâu lâu tôi chỉ biết nói tôi thành khẩn khai báo mọi sự việc từ lúc bé tới bây giờ mà các ông vẫn không tin tôi nhiều đêm về nằm giá ước gì có cách nào đó để các ông nhìn rõ được trong lòng tôi cuộc đời tôi không đến nỗi khổ đau như thế này chúng đập bàn quát ầm lên anh đừng có già mồm không cần phải có cách gì chúng tôi cũng đã thấy rõ anh là một tên phản động vô cùng ngoan cố bao che đến cùng những âm mưu phản dân phản nước của bè lũ mỹ diệt ngày đêm anh tính toán mưu mô hòng che mắt bộ công an của nhân dân tôi nói cho anh biết nhé anh sẽ chết dần chết mòn trong đau thương khổ cực chỉ có một con đường duy nhất là anh tự cứu lấy anh Đừng mơ hồ trông chờ bất cứ một thế lực nào hay một kẻ thần thế nào có thể cứu anh được. Tôi tỏ ra rất thành khẩn. Thưa các ông, được sự chỉ dạy của các ông lòng tôi càng thêm phấn khởi. Tôi thấy rằng khi nhận nhiệm vụ ra ngoài Bắc, tôi đã có những hành động và những ý nghĩ đúng là tôi đã chẳng làm gì cho địch. Và khi bị bắt, tôi đã khai báo ngay hết mọi sự thật. Tôi tha thiết đề nghị với các ông. Tôi nghe nói rằng trên thế giới hiện nay người ta đã chế ra máy biết rõ sự thật hoặc có loại thuốc người ta uống vào sẽ nói ra hết sự thật vậy nếu chính phủ ta có các thứ đó xin hãy cho tôi được thực nghiệm tôi xin đội ơn các bạn suốt đời tên nhuận cười rộ lên chúng tôi đâu có cần những thứ đó cũng vẫn hiểu rõ được anh như thường anh còn vì một điểm nào đó nên anh đã không nói thật hết với chúng tôi nhưng tôi tin rằng sớm muộn rồi đây anh sẽ tự giác nói thật hết mọi âm mưu thủ đoạn của địch với chúng tôi. Tôi biết tổng là làm gì chúng có loại máy nghe sự thật hoặc loại thuốc uống vào rối loạn thần kinh không chủ động được nữa để chúng hỏi gì nói thật cái ấy vân vân. Và dù có các loại máy đó, tôi vẫn tin là không giải quyết được vấn đề. Nhân tiện tôi đánh một đòn sâu hơn nữa. Thưa các ông, tôi dám cam đoan trước các ông là nếu sau đây bất cứ thời gian nào, các ông chỉ cho tôi bằng cụ thể một sự việc gì chính yếu tôi đã khai không đúng, tôi xin chịu mọi hình phạt của nhà nước cách mạng. Tôi vẫn phòng hờ gài vào hai chữ chính yếu. Sự việc chính yếu cao nhất thì tôi cho là chúng nó có người nằm trong cục tình báo của Sài Gòn hoặc Z5 hay Linh Mục A bị bắt hay chúng bắt được tài liệu M. Tôi tin là Z5 hay Linh Mục A nếu họ bị bắt cũng không khai và dù họ có khai, thiếu chứng cớ tôi vẫn không nhận. Còn người của chúng dù có nằm trong cục trên nguyên tắc nếu không cùng một công tác không biết ai với ai nói chung với sự hiểu biết của mình tôi nói tôi không sợ di họa sau này hơn nữa đây là lúc liều rồi chỉ có chết và sống thôi mà tên nhuận cau mặt lại nhìn tôi anh đừng có nói nhiều nữa hãy nghe tôi hỏi đây anh tả kỹ lại chỗ anh chôn những vật dụng mang theo từ miền nam ra tôi lần lượt trình bày lại chỗ chôn giấu tài liệu tên đặng trên vào anh hãy nhớ kỹ ngoài những thứ anh kể anh có quên thứ nào mà anh đã cùng chôn không tên đức đưa một tờ giấy bắt tôi phải vẽ sơ đồ địa điểm chôn giấu ghi lại các thứ đã vùi lấp từ lúc đó tới giờ đã gần năm tháng rồi tôi phải cố moi óc vẽ sơ đồ các điểm khoảng cách với quốc lộ một bụi cây cây lớn với đường mòn chúng hỏi rất chi tiết tôi tưởng chúng sẽ cho người vào đào chỗ tôi chôn tên đặng hỏi tiếp nếu anh chỉ cho một người người đó có thể đào đúng chỗ chôn giấu được không tôi nhanh nhở được tôi nghĩ rằng tôi vẽ rõ ràng thế này có đầy đủ các điểm chuẩn thì ai vào cũng đào được cả bỗng dưng tôi thấy hoa mày chóng mặt tôi phải viện vào bàn một nguồn lạnh run từ song sương sống truyền ra làm tay chân tôi nổi gai ốc chúng hỏi anh làm sao vậy tôi nói không ra hơi có lẽ tôi bị sốt chúng cho tôi về lúc đó cũng đã gần hết giờ khi về tới xà lim, tên nhiễm qua bảo tôi cho chân vào cùng. Tôi cố cho chân vào, rồi người tôi run quá, từng đợt lạnh chuyển từ xương sống ra khắp người. Mọi khi muốn gì thì muốn, đi cung về là tôi xà vào ngay bát cơm đã. Nhưng hôm nay, tay chân run lẩy bẩy, gai ốc nổi đầy mình. Bát cơm vẫn để đấy, lạnh quá, lại không có gì đắp, ngoài bộ quần áo sọc đã cũ, vẫn để gối đầu. Tôi dở ra, chỉ đủ để quấn cổ và quấn bụng. Bây giờ cả người tôi run lên, từ bé tới lớn tôi chưa thấy cơ thể mình lạ lùng thế này. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ biết gọi mẹ ơi, tiếng gọi thầm thì như tiếng rên này nỉ thiên liêng, tình mẹ cứu con. Tôi đang ngồi run lẩy bẩy thì cửa nhỏ sạch mở, mặt tên nhiễm y rút chốt cùm và mở cửa lớn, như thường lệ mọi khi y phải thấy tôi nhấc chân ra khỏi cùm, đem bát ra trả và múc nước. Y đứng một tí, không thấy tôi ra, y nhòm vào quắc mắt. Sao không đưa bát ra? Tôi nói với giọng giật giật vì run. Thưa ông, tôi sốt. Y đi vào, đứng nhìn một lúc, tôi nói. Thưa ông, tôi rét quá. Ông có thể cho tôi cái chăn được không? Y quát lên. Chăn? Chiếu nào mà cho mày? Ba ngày nữa, đến ngày 16 tháng 11 là đầu đông mới cho mượn chăn. Bây giờ đâu có. Trời đất hỡi, tôi lạnh quá. Cây mông ngồi xuống sàn xi măng đã lạnh bút. Hai vai dựa vào tường cũng lạnh bút, còn cái chân ở trong cùm nữa, lạnh trong ra lạnh ngoài vào, bụng không có cơm, cũng không có thuốc. Chiếc chân chỉ còn da bọc xương, hai đầu gối của tôi chỉ là hai cục xương. Tên nhiễm đứng nhìn một lúc rồi đi ra đóng cửa lại. Y còn ghé trở lại, đút chốt cùm khi nãy đã rút ra, chân tôi vẫn để nguyên trong cùm. Chừng 10 phút sau cửa mở, mụ dậu y tá vào, mang theo một cái khay, mụ để cái khay ở sàn trống bên cạnh rồi quay sang anh làm sao tôi vẫn run rẩy cả người hai tay khoanh chặt ép vào ngực trả lời ngắt quãng tôi bị sốt mụ đưa cho tôi một cái ống thủy bảo cặt vào nách trong khi tôi cặp ống thủy mụ ngoái nhìn toàn buồng của tôi rồi lại nhìn tôi ngoài bát cơm trơ vơ nguội lạnh ở đầu sàn trong buồng trống trơn chẳng có một cái gì những người tù ở miền bắc thường có chăn màn quần áo có khi còn được tiếp tế nữa nên trong xà lim thường vẫn có một số đồ tối thiểu. Phần tôi, chăn mùng không có, thậm chí quần áo cũng bị tịch thu. Chỉ có một bộ quần áo sọc tù duy nhất. Tên nhiễm vẫn đứng ở ngoài, một tay vịn cánh cửa nhìn vào. Hình như hắn cũng không tin cả người y tá. Mụ dậu ra hiệu cho tôi, đưa ống thủy cho mụ. Mụ soi ra ánh sáng, tôi chả biết bao nhiêu độ. Mụ lục đục lấy ống tiêm, chích cho tôi một mũi. Tôi chả hiểu thuốc gì, lúc mụ sắp sửa ra tôi cố nói tôi rét lắm đề nghị cho tôi mượn cái chăn mụ quay lại nhìn tôi rồi hất hàm về phía tên nhiễm hãy đề nghị với ông cán bộ này cánh cửa đóng sầm tiếng sọc sạch của then cửa như đập vào nỗi tuyệt vọng của tôi tôi mệt quá nằm xuống lại phải cố gắng bò dậy ngay vì cái sàn xi măng lạnh buốt chẳng hiểu ngày xưa trong quyển võ hiệp của tàu tập luyện nằm giường đá Thế nào tôi không biết, chứ tôi thấy cơ thể của một con người không cách nào chịu đựng nổi. Nó bút lên tư gáy tới đầu, tôi cũng đã bắt buộc phải tập nằm từ mùa hè qua mùa thu cho đến bây giờ. Vậy mà chả quen được. Tôi cứ phải ngồi như vậy suốt đêm. Lúc mỏi quá, mệt quá, ngã xuống. Lại phải bò dậy ngay mấy lần. Tôi chỉ dựa vào tường thiếp đi từng chập. Cơn sốt đã giảm, mồm đắng, nhổ không ra nước miếng tôi cứ ngồi co ro đầu gục xuống hồn lãng đãng giật giờ tỉnh mê dòng suy nghĩ chập chờn về lòng nhân ái tình nhân loại nghĩa đồng bào giữa đêm trường vắng lặng thỉnh thoảng một tiếng mối kêu lanh lảnh chặt 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 kéo dài vang vào đêm thâu như ngạc nhiên băn khoăn tại sao loài người lại hành hạ tàn nhẫn với nhau như vậy tôi thiếp dần đi cho mãi tới khi tai nghe loáng thoáng những tiếng cãi cọ nhau dành nước của những người nữ tù nơi tắm giặt phía sau xà lim tôi mới giật mình mở mắt vẫn cái dáng ngồi hai tay ôm trước ngực dựa tường cả người đau như dần mệt nhọc nhưng khi tôi nhìn thấy bát cơm từ hôm qua vẫn còn nguyên như cũ đang mời gọi vì sợ chốc nữa quản giáo đến mở cửa các buồng cho đổ bô sẽ bắt đem bát cơm ra nên tôi kéo bát cơm đến ăn vội đúng như vậy tôi đã nghe tiếng lẻn sẹn chìa khóa mở buồng số 1, tiếng ào ào mở vòi nước, tiếng chổi cùn khua khoắn bô vì bô bằng tôn. Không hiểu sao, bô nào cũng vậy, nước giải đóng thành cao vào chung quanh. Nếu chỉ đổ và chán nước không vẫn còn mùi khai thối, vì thế thường ai cũng phải bội vàng dùng những cuốn chổi thanh lao cùn, bó chừng một nắm tay dài độ 20 phân, thường dựa ở góc bể nước con, khua và tráng cho sạch bô, vì chính mình khi đi ngoài phải ngồi vào đó nhiều miệng bô do lâu ngày nước giải ăn mòn lởm chởm sắc như răng cưa ngồi để mông vào một lúc đau không chịu được phải xoay chỗ khác cho nên khi còn lão hoàng giam chung với tôi khi hắn đi xong đứng lên mông có rất nhiều khoanh tròn răng cưa hằn sâu vào thịt đến lượt buồng tôi tôi trả bát đổ bô xong vừa tra chân vào cùm lại thấy mở cửa mụ hoa vào gọi tôi đi cung Hôm nay ra phòng cung tôi chỉ thấy Thành và Đức. Lâu lắm mới thấy tên Thành. Tôi nhớ y nhiều vì trong số 6-7 tên chấp pháp hỏi cung tôi, chỉ có tên Thành này từ ánh mắt cho đến lời nói thái độ họ cung, tỏ vẻ rất có thiện cảm với tôi. Y tỏ ra một con người rất tình cảm. Có lúc tôi thấy Y cầm cuốn tiểu thuyết đoạn tuyệt của nhóm tự lực văn đoàn. Tôi hiểu Y được quyền xem, nghiên cứu vì Y là chấp pháp chính trị. Hơn nữa, y đang theo hàm thụ năm thứ tư về kinh tế dù sao tôi vẫn thấy y còn chất tiểu tư sản tên thành chỉ chiếc ghế tình cảm anh ngồi đi sao dạo này anh có khỏe không tôi bận chút công việc lâu lắm mới gặp lại anh tôi cũng mềm mỏng cảm ơn anh lúc này tôi không được khỏe lắm y vờ ngạc nhiên săn đón anh bị yếu đau sao anh có ăn được không có ăn hết suất cơm không sao trông gầy thế theo cái hiểu của chúng nếu cứ ăn hết suất cơm là không sao cả chúng không thể biết được do cái đói cào cấu thèm ăn truyền miên hàng ngày hàng tháng nên đủ sắp chết tù vẫn thèm ăn vì vậy tôi trả lời thủng thẳng hôm qua tôi bị sốt nhưng vẫn ăn hết suất cơm tên đức hôm nay cũng có vẻ tươi tỉnh hôm nay chúng tôi gọi anh lên không phải để hỏi cung nữa gọi anh lên để nói chuyện này anh bình tôi hỏi thật anh nhé khi còn ở sài gòn anh có hay đi nhảy đi chơi gái không Nhìn y tôi hơi ngạc nhiên. Y vừa cười vừa hỏi, lại còn nhay nháy con mắt nữa chứ. Tôi nghiêm trang trả lời, thưa ông, tôi không biết nhảy. Còn chuyện chơi gái, phần tôi chỉ chú ý đến học hành. Phần khác tôi không thích. Theo quan điểm của tôi, chuyện đó là một thứ cao đẹp của con người. Bỏ đồng tiền ra mua bán làm trò giải trí. Thà đi xem cine đọc sách hoặc ngồi ngắm cảnh thiên nhiên còn thú vị hơn. Điều đó vừa vô nghĩa lại vừa tỏ ra sự hèn kém của người con trai, cả hai tên đều nhìn tôi cười rộ tên thành tình cảm khi anh ra đi bố mẹ và các em anh có khỏe không bố mẹ anh có biết không nhắc đến gia đình tự nhiên một mối xúc động len lén vào trong lòng tôi vì thế khi tôi trả lời niềm xúc động cũng tràn ra theo bố mẹ tôi khỏe bố mẹ tôi không biết gì về chuyến đi của tôi thành tiếp tục gợi chuyện anh có nhớ bố mẹ và các em của anh không anh thử nghĩ xem bố mẹ anh đã phải tần tảo vất vả cả cuộc đời để nuôi anh đi học anh đã làm cái gì để đền đáp công lao trời bể ấy niềm xúc động càng tràn vào đầy áp trong lòng tôi miên man nhớ tới một hình ảnh không quên buổi chiều ấy khi tôi còn ở trại học sinh di cư phú thọ chợ lớn thằng em trai đến bảo tôi tối nay bảy giờ về chỗ sân nhà tân định tan trầu ra mẹ sẽ gặp anh để làm gì ấy đã hai tuần liền tôi không về nhà vì ông bố mắng chửi là mãi chơi không chịu học hành, nên thi phần một trượt. Tối hôm đó trời mưa răng ẩm ướt, tôi núp dưới một mái hiên trong sân nhà thờ chờ mẹ. Những hạt mưa nhỏ lấp lánh như những sợi chỉ bạc trong ánh đèn điện, hắt ra từ những cửa sổ nhà thờ, càng làm cho buổi tối thêm lê thê ra giết. Người mẹ hai tay thủ trong vạt áo dài vì lạnh, chiếc khăn chuồng kín đầu, lò dò từ cửa hông nhà thờ ra sân, dưới mưa rơi gặp con chỉ để nói, hãy nghe lời mẹ chủ nhật này về bố mày hết giận rồi và mẹ rúi vào tay tôi một trăm đồng giờ đây tôi trong cảnh tù đầy hình ảnh ấy của người mẹ kính yêu đã làm nước mắt tôi trào ra lúc nào không biết tôi thổn thức nức nở như một cậu bé con chính những tên chấp pháp cũng không ngờ được tôi khóc và chúng phải im lặng tôn trọng cái phút thiêng liêng ấy phải con người tôi tha hồ cùng kẹp hành hạ đừng hòng nước mắt tôi chảy ra trừ mẹ tôi tình cảm gia đình tôi. Cũng từ đấy chúng phát hiện được nhược điểm tình cảm của tôi và với cộng sản kinh nghiệm thực tiễn cho tôi thấy, anh càng yếu càng sợ cái gì, chúng càng lấy cái đó để hành anh, sau này đầy dẫy những minh chứng. Chúng để cho tôi hết cơn xúc động rồi mới đẩy đưa, đấy anh xem. Vì sao hiện nay anh lại bị như thế này? Nguyên nhân chính yếu là do bè lũ Mỹ Diệt đã lợi dụng bầu nhiệt huyết của thanh niên và lòng bồng bột của anh để đẩy anh vào chỗ chết trong khi hiện nay ở nhà, chúng vẫn phè phỡn xa hơi nhà lầu, tiệc tùng cười vui thoải mái hả hê, không cần biết hoặc không còn nhớ bây giờ anh sống hay chết. Anh phải biết căm thù chúng nó, hãy tố giác mọi âm mưu thủ đoạn lợi dụng anh của chúng với cách mạng. Đây là con đường duy nhất để tự anh cứu sống anh. Chính anh là người quyết định sẽ được hưởng bao dung khoan hồng của đảng và nhà nước hay không. Tôi vẫn cúi đầu ngồi nghe chúng nói, tôi thấy chúng lợi dụng sự yếu mềm của tôi với gia đình để đẩy đưa sang vấn đề chính trị tôi suy nghĩ tương kế tụ kế là sách lược hay nhất và hiệu quả cũng thường cao nhất vì thế tôi tỏ nét mặt vui tươi và tin tưởng thưa các ông các ông nói rất đúng càng suy nghĩ tôi càng căm thù chúng nếu trước đây tôi không di cư vào nam thì bây giờ biết đâu tôi chẳng là một anh bộ đội hiên ngang trong hàng ngũ cách mạng cầm súng chống lại mỹ diệp cả hai anh cùng cười rộ lên tôi nghe đầy những mưu mô thủ đoạn ở trong hai tên cùng đứng dậy tên thành nhìn tôi bây giờ cho anh về nghỉ sáng mai chúng tôi sẽ đưa anh vào hà tĩnh đào chỗ anh chôn những đồ vật dụng về xà lim đêm hôm ấy tôi cố moi óc nhớ lại tất cả những gì tôi chôn theo hôm đổ bộ nghĩ xem có điểm gì quan trọng tôi chưa khai không vì đến giờ này trước hay sau tôi cũng phải vào chỗ chôn giấu trước đây chúng bắt tôi vẽ sơ đồ hỏi tỉ mỉ từng chi tiết đường đi nước bước Tôi tưởng chúng đã cho người vào địa điểm tôi chỉ mà không tìm ra, nên bất đắc dĩ chúng bắt tôi đi. Hồi chiều, tên nhiễm mở cửa bảo tôi ra cắt tóc. Khi ra tới chỗ bể nước nơi vẫn đổ phân, một anh đi chân đất mặc quần nâu. Tuy có vẻ mập nhưng nước da vẫn tay tái, tay cầm tông đơ. Chỉ hè gạt bảo tôi, tên nhiễm đứng ngay đấy. Chỉ ba phút, anh húi hết tóc, rồi râu của tôi. Anh ta nói với nhiễm, báo cáo ông tôi về. Tên nhiễm chỉ gật đầu, hôm nay đặc biệt tên nhiễm gọi thợ cắt tóc cho tôi và lại đặc biệt cho vào gội đầu. Cũng chỉ vài phút cúi đầu vào vòi nước, vặn xòe xòe vào một lúc. Tôi hiểu, chẳng qua vì ngày mai tôi phải vào Hà Tĩnh nên hôm nay mới được cắt tóc. Chứ gần 4 tháng có cắt đâu. Chẳng biết tóc tôi y cắt thế nào, sờ thấy ngắn ngủn Kệ, cần gì. Trở lại địa điểm đổ bộ. Sáng hôm sau trời hãy còn tối đất, chưa đến giờ làm việc. Đã thấy cửa buồng tôi mở, khi ra tới phòng cung nhìn ra sân dưới giàn nho, tôi thấy ở lối đi giữa một chiếc xe con măng ca đang đậu quay đầu hướng về phía cổng hỏa lò. Tôi nhớ hôm nay là ngày 15 tháng 10, như vậy tôi đã bị bắt gần 4 tháng. Trong phòng cung có ba tên Thành, Đức và Nhuận. Tên Đức chỉ tôi ngồi ghế rồi nghiêm giọng Hôm nay chúng tôi được lệnh dẫn anh vào chỗ anh đã đổ bộ để lấy một số vật liệu tăng chứng anh đã khai báo. Trên đường đi hay về anh phải tuyệt đối chấp hành lệnh của chúng tôi. Nếu anh tỏ ra một vài ý không tuân theo, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ cương quyết xử lý. Nếu anh tỏ ra thành khẩn chấp hành, điều đó sẽ rất tốt cho anh sau này. Tên Thành mở một gói giấy báo trên bàn, một nắm xôi với một quả chuối hắn đưa cho tôi. Anh hãy ăn chỗ xôi này rồi chuẩn bị đi. Chừng 5 phút sau ăn xong, tôi xin uống nước. Y nhìn quanh không thấy nước, đành sang phòng bên. Y lấy cái tích còn ít nước trà. Chắc từ hôm qua nước hơi thiêu, nhưng tôi rót uống hết. Sau đó tên nhuận ra ngoài một lát sau y vào cùng hai tên cảnh sát đồng phục và mang vũ khí. Y quay lại phía tôi tuyên bố, theo nội quy đi đường, để đảm bảo an ninh, anh để các đồng chí đây làm thủ tục. Hai tên cảnh sát bắt tôi đứng lên, đưa hai tay ra phía sau, chúng khóa một cái cầm số 8 ở cổ tay. Rồi hai miếng khóa ngàm nối với nhau bằng một xích sắt lớn, mỗi miếng bóp khóa ở trên cánh tay tôi phía dưới vai. Trong khi đó, cả ba tên Nhuận Thành và Đức đều đeo súng ngắn. Chẳng biết chúng sợ gì tôi, có thể chúng nghĩ tôi biết chút võ vẽ ngày xưa nên chúng đề phòng chăng. Phải khóa hai lần và năm tên có vũ trang áp tải. Khi chúng dẫn tôi ra gần tới xe, tên lái xe mặc quần áo xám bộ đội quay lại nói với chúng. Hãy khóa tay ra đằng trước cho người ta, nếu không khi đi đường xe sóc ngã gãy tay. Đúng vậy, khóa phía sau, nếu ngã tôi chẳng làm sao đỡ được. Sẽ như quả bí, lăn long lóc Tuy thế không ai trả lời và cứ như vậy lên xe. Chúng phải đỡ tôi lên xe vì tôi không có tay để viện. Tên Đức ngồi băng trên với tài xế, còn bốn tên ở phía sau kèm tôi vào giữa. Khi xe bắt đầu chạy ra cổng hỏa lò rồi qua thành phố trở lại quốc lộ 1, mới hơn bốn tháng nằm trong hỏa lò mà tôi đã cảm thấy như lâu lắm với bao nhiêu đau thương nặng nề âm u trong cùng kẹp, cũng như bao nhiêu bão tố vùi dập về cung kẹo. Từ tâm tư, nếp suy nghĩ đến cả con người của tôi cũng đã thay đổi hẳn, thực vậy. Cũng vẫn cảnh sinh hoạt ngược xôi của phố phường, cũng vẫn khung trời Hà Nội mây bay gió thổi, nhưng tôi nhìn nơi nào, cảnh nào, đâu đâu, cũng chỉ một màu héo úa đau thương. Những xe cộ, tôi thấy tất cả như xa lạ thuộc về một thế giới khác. Cái thế giới không có phần của tôi nữa. Tôi không còn một chút gì dính dáng đến cái vui, cái êm đềm của hạnh phúc nếu có của thế giới ấy. Một mình tôi tách rời ra, lầm lũi mò mẫm trên con đường chập trùng dẫn xuống địa ngục tối lầm than trên đường đi thật là gian khổ đường nhiều ổ gà xe sóc tôi như quả bí ngã nghiêng lăn lộn tôi có gì để đỡ đâu hai tay bị khóa chặt sau lưng ngay ngồi yên cũng còn khó dựa lưng thân thể đau như tâm tư nặng chịu u sầu suốt đường đi tôi như người câm âm thầm mím môi đè nén đau thương uất hận vào tim những lần xe phải qua phà Chúng có lệnh đặc biệt nên chỉ tài xế và tên Đức phải xuống đi bộ. Tất cả mọi xe khác dù bộ đội hay công an ai ai cũng phải xuống xe, riêng tôi và bốn tên áp tải vẫn ngồi trên xe vì thế có nhiều con mắt tò mò dõi vào trong xe chúng tôi. Khi thấy một người bị hai lần khóa ngồi giữa bốn công an, con mắt họ thường mở to nhìn tôi. Tôi để ý mỗi lần xe qua phà hoặc cầu, một tên cảnh sát có một cái xích sắt nữa mắc vào cái khóa xích phía trên của tôi. Hình như chúng sợ bất ngờ tôi lao xuống sông để trốn hay tự tử. Khi xe vào thị xã Thanh Hóa, những tên công an và cả tên lái xe cùng xuống hết cả. Lúc đó khoảng 12 giờ, chắc chúng đi ăn. Chỉ còn hai tên cảnh sát ngồi lại trên xe. Chừng nửa giờ sau, tụi công an trở về. Tên Thành mang về cho tôi hai gói xôi, có lẽ mỗi gói hai hào. Điều phiền cho chúng là tôi không ăn được vì tay khóa ra sau. Chúng hội ý với nhau một lúc, rồi tên Thành quay lại nói, bây giờ chúng tôi mở khóa, và sẽ khóa ra phía trước cho anh ăn nhưng cần phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh anh tỏ ý lộn xộn thì đừng trách chúng tôi hắn mở một cái túi sách chỉ vào trong và nói đáng lẽ chúng tôi phải xích cả chân anh nữa nhưng để cho anh thoải mái bởi anh phải biết điều chúng khóa tay tôi ra phía trước tôi ăn xong tên thành hỏi anh có hút thuốc không trời đất hỡi từ sáng nhìn chúng hút tôi thèm điên người đời tôi bây giờ đau thương tràn lối còn quái gì nữa đâu cho nên ước mong được hút một điếu thuốc cho say xưa, thế là mãn nguyện rồi. Vì vậy, khi tên Thành hỏi, mắt tôi sáng lên và tỏ ý biết hơn. Tôi thèm hợ nhưng nhất định không mở miệng xin chúng. Chà, thật là ngây ngất đê mê, mấy tháng trời hôm nay mới cảm thấy cái thú tuyệt vời. Dù hai tay còn đang bị khóa, phải ai đó ở trong hoàn cảnh như tôi mới cảm nhận hết được cái thú ngất ngây đê mê đó. Chờ tôi hút xong, chúng lại khóa tay tôi ra phía sau như cũ, rồi hai tên cảnh sát mới đi ăn. Xe vào tới Hà Tĩnh thì đã chiều chúng tôi vào trại giam của thị xã. Lúc đó đã 6-7 giờ tối, tù đã vào hết trong buồng nên sân trại giam không có một bóng tù. Hai tên cảnh sát dăm tôi xuống nhà bếp mở khóa, rồi chúng nói với mấy tên cán bộ ở đấy. Hai tên nữ cán bộ ăn mặc kiểu nông dân, có thể hết giờ làm việc họ đã thay đồ, dẫn tôi vào bếp. Cơm nước của tù đã hết, hai tên nữ cán bộ bàn nhau một lúc, rồi chúng đi vào một phòng con lấy nồi cơm nguội của chúng và nồi thịt heo kho tàu. Chỉ còn nước và hai ba miếng thịt nhỏ, chúng đưa ra đặt xuống đất bảo tôi ăn đi. Ôi chao sao mà cuộc đời hẩm hiu của tôi lại có những phút sung sướng như thế này. Ăn miếng cơm nguội chan với nước thịt kho tàu, tôi nghĩ rằng trong đời tôi từ trước chưa có bữa cơm nào ngon như thế. Trong nồi còn đến 4 năm bát cơm, thế mà tôi chén sạch trơn. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn con người. Sau đó một tên cán bộ nam có lẽ là trực trại dẫn tôi vào một buồng. Có thể cũng là xà lim, nhưng là một xà lim vùng quê nên bẩn thỉu và tối om. Ngọn đèn điện vàng khè đầy màng nhện và bụi đất chỉ làm cho căn xà lim mờ mờ chỗ sáng chỗ tối. Ở giữa buồng, một chiếc sàn gỗ đầy như chiếc giường con sức sẹo nằm chơ vơ. Bên trên có cái cùm suốt với hai khoen bằng sắt tròn, loại đường kính 2 phân rưỡi. Tên cán bộ rút suốt cùm, bảo tôi lắp hai khoen vào hai chân y chốt lại rồi khóa không nói thêm một lời y ra ngoài đóng cửa khóa lại chà cùng kiểu này thật dễ chịu cùng hai chân mà tôi thấy thoải mái hơn cùng một chân ở hỏa lò tôi có thể đứng dậy dịch chân sang chỗ nọ chỗ kia tha hồ đứng trên sàn vặn vẹo người tập thể dục hít thở không khí cả ngày tôi ngồi xe gò bó nên mệt tôi ngả lưng cho cơ thể thoải mái đồng thời thưởng thức cái dư vị của một bữa ăn ngon mà giờ đây nước miếng còn thấy ngọt hai chân tôi dạng ra trụng vào dễ dàng đêm khuya vắng lặng thỉnh thoảng vang lên những tiếng sọc sạch cọ sát của hai khoen cùng khi tôi cử động đôi chân bụng căng no tròn chân tay thoải mái có lẽ đêm nay tôi sẽ được một giấc ngủ ngon lành nhưng đột nhiên lưng tôi ngứa ran cái gì thế càng gãi càng ngứa ngứa quá tôi phải bò dậy lưng tôi rộp dần hết lên dưới ánh sáng mờ mờ tôi chả nhìn thấy cái gì hết nhưng trong lúc xoa gãi tôi thấy mùi rệp hăng hăng tôi vội bò giật dậy đứng lên cởi áo soi dưới ánh đèn trời một cái áo của tôi mà gần hai chục con rệp nhiều con bụng no tròn căng đỏ những máu cả mông cả đùi cũng ngứa tôi tụt cả quần ra vì vướng cùng nên phải cho tay vào ống quần mà khua rũ đuổi con rệp chả lẽ cứ đứng thế này suốt đêm mỏi chân và mệt tôi lại đành mặc áo ngồi xuống rồi ngã lưng nằm xuống lại ngứa quá tôi nhổm dậy căng mắt nhìn xuống sàn trong bóng mờ lộn nhổn những chấm đen di chuyển kinh quá sau nhiều rệt thế hình như chúng đói lâu ngày hôm nay mới có món ăn nên chúng rủ rê con cháu lũ lượt dũng cảm xông vào con thịt tôi đành ngồi xổm mỏi rồi lại đứng lên người mệt rã rượi tôi chẳng còn tâm hồn đâu để thưởng thức lại bữa ăn lúc chiều bàn chân cũng ngứa chỉ còn hai bàn chân phải đứng trên sàn thế mà chúng cũng rút vào từng kẽ ngón chân để hút máu nếu không có hai cái khoen cùng, tôi đã lao xuống đất nằm. Tôi mệt quá rồi. Lũ rệp chó chết này hình như cũng là đồng chí của lũ cộng sản khát máu. Cũng hút máu con người, nhưng chỉ hút và hành hạ những người cùng khổ. Đột nhiên một tiếng nói của một người con gái vang lên trong cái âm u vắng lặng của nhà tù. Giọng thánh thoát hà tĩnh từ một buồng bên. Anh thời à! Tiếng một người đàn ông cũng hà tĩnh từ một buồng phía khác. Nguyệt đẩy hỉ, có người mới vào, nhiều tuổi không? Tiếng cô Nguyệt. Chừng 23, có lẽ là cán bộ bị bắt. Chà, như vậy khi nãy cô ả à đã nhìn tôi qua một khe hở nào đó mà tôi không biết. Im lặng một lúc rồi giọng người đàn ông. Anh bạn mới bị bắt hỉ, bắt vì tội chi rửa. Tiếng hỏi rơi vào vắng lặng của đêm thâu. Tôi đang bơ phờ mệt mỏi vì phải ngồi xổm và đứng mấy giờ rồi, lòng lại nặng trĩu những suy tư tính toán về ngày mai khi vào tới địa điểm chôn đồ nên tôi im lặng để họ tưởng tôi đã ngủ rồi đứng và ngồi vẫn còn phải đuổi mũi nữa chứ hà tĩnh cũng thật nhiều mũi có khi còn hơn ở hỏa lò quá nửa đêm vừa rã rời vừa nhím mắt lại tôi không còn cưỡng lại được nữa thôi cũng đành xin hiến dâng những giọt máu loãng của tôi cho các đồng chí của lũ cộng vậy tôi nằm vật ra và thiếp dần sáng hôm sau trại giam chưa tới giờ làm việc chúng đã mở cửa mở cùm gọi tôi ra. Tôi để ý cũng là công an, nhưng những tên công an ở Hà Nội chỉ gặp tôi ở trên văn phòng. Còn giam ra sao, cùm ra sao, đều do những cán bộ của trại giam Hà Tĩnh đảm trách. Hà Nội chỉ giao người và hôm sau lấy lại người. Khi ra tới phòng làm việc, tôi đã thấy Thành Đức Nhuận và hai tên cảnh sát ở đấy. Họ đang nói chuyện với một tên đeo lon trung úy ở trong phòng. Khi tôi vào, tên Thành quay lại. Anh để cho các đồng chí đây làm việc rồi đi, làm việc quái gì đâu, chúng nó lại lũng củng xích với khóa. Vẫn khóa tay tôi ra phía sau như hôm qua. Chúng dòng tôi ra chiếc xe hôm trước đã đậu phía trước cổng trại giam. Chúng đỡ tôi lên, cũng cái thế ngồi như ngày hôm qua. Càng đường trong này càng sắp giữ hơn, người tôi lăn lộn hai tên cảnh sát mỗi tên một bên. Phải giữ đỡ hai cánh tay của tôi. Trên người tôi, tay tôi, những nốt rẹp cắn đêm còn lốm đốm đỏ. Một điều gây cấn cho tôi, những nốt đó bây giờ thật ngứa, Tôi muốn gãi cào thật mạnh cho đã nhưng tay tôi bị xích thế này, làm sao mà gãi được. Như con trâu tôi cứ xoay sở vặn vẹo người, cọ lung tưng vào thành xe, càng cọ lại càng ngứa thêm. Chẳng lẽ lại nhờ những tên công an gãi cho, chúng nó chẳng thèm làm, và tôi cũng chẳng thèm nhờ. Hơn nữa chúng biết tôi ngứa chỗ nào mà gãi. Ôi cuộc đời độc địa, ôi loài người thương yêu. Xe vào tới kỳ anh rồi kỳ phương, đến đây chúng đưa tôi vào một căn nhà trong xóm cũng nhà tranh vắt đất, nhưng có vẻ khang trang hơn những nhà chung quanh, có thể là nhà của một công an xã. Chúng đỡ tôi xuống xe dẫn đến một gốc cây xoan ở mé sân bảo tôi ngồi xuống, hai tên cảnh sát đứng kèm hai bên, ba tên nhuận Đức Thành có lẽ đi trao đổi vấn đề. Chừng một lúc có một số trẻ con rồi một số dân trong xóm tò mò chạy đến thập thò nhìn tôi. Đột nhiên mấy em nhỏ chừng 12-14 tuổi nhặt những hòn đất đá ném vào người tôi, rồi tiếp theo là mấy mụ đàn bà nhà quê trong đó có một bà già rống lên xỉa sói chửi nào là Mày là biệt kích, ăn gan uống máu, làm tay sai cho Mỹ Diệm. Mày là tên Việt gian bán nước, phản nhân dân, phản cách mạng. Một bà khác cầm chiếc đòn gánh cứ xông vào định đánh tôi, mồm réo lên. Mày giết chồng tao, ngày nay cuộc đời tao quá bộ, con tao mồ côi, tao đập vỡ đầu mày ra cho mày chết. Tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh nhân dân miền Nam sống ở thành phố cũng như ở nông thôn, tôi cũng đã nhìn thấy nhiều cảnh nhân dân miền bắc sống ở nông thôn cũng như thành thị tôi so sánh tôi tự thấy con đường mình đi là chính nghĩa con đường mang ấm no tự do nhân bản cho mọi người vì thế trước cảnh này dù đôi tay bị khóa tôi vẫn ngẩng cao đầu nhìn họ mắt tôi bình thản nhìn những thái độ thù nghịch hành học của họ mà làm tôi vẫn tự hào cũng khá khen cho tụi lãnh đạo miền bắc dùng chính sách ngu dân bần hóa cùng con người rồi từ đấy bị bợm khích lệ ca ngợi phỉnh phờ, khêu gợi lòng căm thù của những kiếp người cùng khổ hướng về đối tượng kẻ thù của chúng. Nhìn thái độ ánh mắt và lời nói của họ, tôi tự mỉm cười trong lòng. Tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả mạng sống vào nơi hang cùng nọc rắn để góp phần nhỏ bé của mình, hòng cứu họ thoát khỏi cảnh đời trâu ngựa lầm than, lê thê trong kìm kẹp của Cộng sản. Họ lại chửi bới sĩ vã và hất hủi. Ngược lại, họ lại hoan hô ca ngợi kính yêu những người sẽ giết dần đời họ bằng những lời dụ dỗ phỉnh gạt tinh vi tôi nghĩ đến thời đại ngày nay của con người mà rùng mình ngao ngán trắng đen lẫn lộn tôi tha thiết kêu gọi những nhà nước giàu có các nhân vật tài ba lỗi lạc hãy đem cái giàu của mình cái tài của mình làm cách nào đó làm cho mọi người dân phân biệt được trắng đen thực sự tôi nói thực sự vấn đề này nghe nói đến ai cũng thấy cũ xưa như trái đất tôi nói nó không cũ xưa ở hai chữ thực sự cộng sản đã đang và sẽ còn gây cho nhân dân một số nước một số chính phủ khốn đốn chỉ vì người dân chưa phân biệt rõ trắng đen giữa người làm hại và người làm lợi cho họ có người sẽ nói điều này đã nói nhiều lần rồi nhưng dân không tin điều quan trọng ở đây là vì sao dân không tin vì sao dân không tin gồm nhiều mặt nhiều vấn đề đòi hỏi mất nhiều tiền của nhiều tâm trí ngày đêm đào sâu xét kỹ nhiều tâm sức để lăn xả vào những việc làm quên mình sẽ không có hiệu quả nếu thiếu một trong ba yếu tố trên. Ở đây không phải là một tác phẩm lý luận, tư tưởng, vậy tôi chỉ trình bày một số khái niệm có tính cách phiến diện. Chừng nửa giờ sau, tên Thành Nhuận và Đức ra bảo tôi đi. Ruộng đồng lúc này hãy còn khô, nên chúng cứ đi tắt qua cánh đồng chiêm, thẳng hướng tiến bước. Khi gần tới nơi xa xa tôi đã nhìn thấy chiếc cây to, tôi đã ngồi nghỉ lúc mới đổ bộ lên bờ. Phía bên phải là hàng xóm nơi có nhà của tên chủ tịch Phong, Tôi cố ý dẫn theo hướng khác, không đi vào làng. Tôi bảo chúng đó là con đường tôi đã đi ra quốc lộ 1. Thử để xem trước đây đã có tên nào vào tìm chỗ tôi chôn đồ chưa. Nên tôi cứ vờ lang thang ngơ ngác ở xa gốc cây. Lúc đầu chúng cũng theo tôi. Sau thấy tôi cứ lơ ngơ nhìn đây đó như chưa tìm lại được địa điểm cũ. Tên Nhuận và Thành giơ tay ra hiệu. Theo như anh vẽ thì đến phía này cơ mà qua thái độ chỉ dẫn của chúng trúng phóc, chỉ không thể xác định vị trí chôn chỗ nào gần gốc cây. Đây đó đã có một vài lỗ nhỏ, đất cát còn lỗn nhổn, chứng tỏ đã có người đào bới hàng nửa tháng, 10 ngày trước. Như thế chúng đã cho người vào tìm, nhưng bới đào lung tung vẫn không tìm ra. Điều đó cũng nói lên một phần là trước đây tôi đã chôn giấu rất tốt. Đã hơn 5 tháng rồi, mưa gió đã làm cho mặt đất, chung quanh gốc cây chỗ nào cũng tưởng như chưa hề có dấu chân người bước đến. Cả năm tên cũng đang chờ thái độ của tôi, thực ra ngay khi tới gốc cây tôi đã nhận ra chỗ nào rồi nhưng tôi chưa vội vàng. Thứ nhất, để chúng đỡ đánh giá cái óc còn tốt của tôi, thứ hai tôi đang liếc về chỗ bụi rậm nơi có tổ kiến vàng và nhiều sâu róm, nơi đã che giấu tôi buổi đầu, nhưng rồi tôi đã chả làm nên trò trống gì để bây giờ lọt vào tay kẻ thù, tôi cũng thấy lòng thèm thẹn với cả bụi cây mà giờ đây đã qua mùa thu mưa nhiều nên xanh um hơn trước. Liếc sâu vào trong bụi nhìn ra con đường mòn và thửa ruộng đoàn người xuống gặt ngày ấy. Lòng tôi xót xa đầy vơi cho kiếp đời gió mưa của mình. Nhìn ra xa xa biển khơi một màu xanh ngắt. Nhớ đêm nào các anh đã bế tôi vào bờ. Bây giờ các anh các bác đang làm gì? Có bao giờ các anh các bác ngồi nhớ lại cái đêm định mệnh đã làm tàn lụi một đời người thanh niên không? Tự nhiên tôi thở dài nhẹ nhẹ như chút dần những nỗi niềm đang buộc chặt trong lòng. Trong lúc tôi đưa mắt nhìn đây đó như cố moi óc để xác định chỗ chôn giấu, tôi thoáng thấy từ xa nơi một bụi cây cách tôi hơn 200 mét. Mọc ở một chỗ hõm đồi cát, mấy cái đầu lố nhố thập thò, tôi lại nhìn thấy một họng súng đen xì, khuất chéo bụi cây, lòng thầm ca ngợi sự cảnh giác đúng cỡ của Cộng sản. Chúng đã chủ động ngày giờ đi, và tôi đang ở trong tay chúng, không có một tấc sắt mà còn bị khóa hai lần tất cả chỉ vì cái đa nghi phòng hờ của chúng tôi đã tả kỹ vẽ rõ ràng sơ đồ chỉ cho chúng vào lấy chúng không tìm ra bây giờ phải dẫn tôi đi có lẽ chúng đã nghĩ biết đâu đây chả là một kế hoạch có chủ trương của tôi hoặc biết đâu những mạng lưới hoạt động của tôi theo dõi bám sát đến đây thấy tôi được dẫn về địa điểm hẹn đã báo cho sài gòn để bất ngờ vài chiếc máy bay lên thẳng vũ trang xuất hiện bắn phá rồi nhào xuống cướp tôi đi vì thế chúng đã huy động du kích xã bố trí chung quanh khu vực tôi chôn đồ. Phải công nhận Cộng sản làm việc gì đều tính toán tỉ mỉ, phòng hờ những tình huống có thể xảy ra. Nhưng một điều chắc chắn là chúng không hề biết được. Tôi đã thấy du kích bố trí vì từ ánh mắt đến thái độ của tôi đều không có gì khác thường cả. Sau một lúc nhìn khắp nơi cảnh vật mắt cau cau như thế phải vận dụng óc để nhớ lại, tôi chỉ đào chỗ này, Chúng có một cái xẻng nhỏ của bộ đội, chúng chỉ đào sâu chừng 20 phân đã thấy cả một cái ba lô màu vàng, to tướng của Nhật, và chiếc xẻng con của tôi đã chôn theo. Vải ba lô bây giờ đã trở thành màu xám đen và đã mục vài chỗ, rất nhiều rễ cây con mọc chẳng chịt chui vào chiếc ba lô, máy móc tiền thuốc tây bi đông vân vân, và cả khẩu súng ngắn phòng thân đem đi phòng hờ bị kẹt ở điểm độ bộ chưa ra được đường. Vì được tôi bọc trong một miếng ni lông nên hãy còn nguyên. Sau 10 phút chúng lấy hết, tất cả đều đúng như tôi đã kê khai trước đây, một vài thứ đã mũn rách, chúng cũng cho tất cả vào một chiếc bao tải, tên Thành vác lên vai. Khi lấy được các thứ này, chúng vui vẻ ra mặt, thái độ của chúng đối với tôi cũng bớt phần gay gắt. Tôi nhìn hai trăm đồng bạc, bây giờ mới thấy thèm vì vậy, khi về tới xe tôi lựa lời, "Thưa các anh, số tiền ấy tôi có dùng được không?" Chúng đều quắc mắt, tên Đức cao giọng dõng dạc đó là tiền của Mỹ Diệm trang bị cho anh để đi hoạt động gián điệp. Đâu phải tiền của anh. Hơn nữa tiền đó còn để làm tài liệu chứng cớ. Tôi cũng hơi tiếc biết thế hôm đó mang tuốt cả đi tiêu cho đã. Tôi đã phải dè sẻn tiêu pha, bị bắt. Trong túi còn hai chục đồng vẫn bị tịch thu khi chúng khám xét. Tôi nhớ trên đường trở ra quốc lộ 1 bây giờ đã đào được rồi, không có chuyện gì xảy ra. Chúng cũng hơi chủ quan. Cả ba tên Thành Nhuận và Đức đi đường nào, tôi không biết. Chỉ còn hai tên cảnh sát rong tôi. Ngay khi đào được đồ, tôi kêu tay tôi mỏi và ngứa quá không gãi được. Chúng thấy đã có kết quả nên cũng dễ dãi đồng ý khóa tay tôi ra phía trước và chỉ một khóa số 8 thôi. Khi đi với hai tên cảnh sát Đã tới giữa cánh đồng, tôi nhìn suốt một dải chung quanh. Cánh đồng rộng bao la lại thỉnh thoảng có một ruộng đang có lúa vì ở giữa cánh đồng không có nhà cửa cây cối. Hai tên cảnh sát cũng chủ quan. Có lúc cả hai tên cùng đi trước tôi đến 7-8 bước chắc chúng nhìn thấy tấm thân tôi xanh xao gầy gò bước đi còn không nổi tay lại còn bị khóa nên chúng cũng chả cần đề phòng gì tuy hai tay bị khóa khi thấy một vũng nước nhỏ có con cua hay con cá tôi vẫn đứng lại nhìn hoặc xà xuống lấy tay hất con cua lên chỗ khô giữa cánh đồng không khí trong lành tôi đi lại được thoải mái nên người khỏe hẳn lên tôi chợt có ý nghĩ nếu tay không bị khóa đây là cơ hội đẹp biết bao không có cách gì để mở được chiếc khóa này tay tôi hơi nhỏ bây giờ lại gầy nữa nếu có xà bông nhất định ra. Tôi nói một cách có suy nghĩ tính toán là nếu tay tôi không bị khóa, hai tinh cảnh sát ở giữa cánh đồng, dù có hai khẩu súng ngắn dắt trong bao đen ở cạnh sườn, tôi sẽ vẫn giải quyết được trong 5 tới 10 phút. Với tình huống này tôi có khả năng gây cho chúng chủ quan rất dễ, mà đã chủ quan coi thường khinh tôi, chỉ vài thế đánh chớp nhoáng là chúng gục, nhất là lúc này lại là, là lúc tôi phải quyết tử, khác hẳn với lúc tôi chưa bị bắt. Âu cũng là nghiệp chướng của đời tôi. Xe về tới Hà Tĩnh đã 5 giờ chiều, tôi lại được xuống bếp lại gặp hai nữ cán bộ hôm qua. Vẫn có nồi cơm nguội của các bà hôm nay, lại có hai con cá rô nhỏ kho và một bát canh con rau muống luộc. Rau muống luộc mà chấm với nước cá kho thật là hồn bay tận mây xanh. Tôi cắm cúi ăn lòng thầm biết ơn hai người. Suốt bữa ăn, cả hai đều ngồi đấy, một đọc sách một khâu, chả ai nói với ai một lời. Im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng lon con của đôi đũa chạm vào bát khi tôi ăn cơm. Ăn xong tôi đứng dậy nhìn hai bà với ánh mắt dạt rào tình người. Một người ra ngoài một lúc, một tên công an vào ra hiệu tôi đi theo. Trên đường dẫn đến xà lim, bấy giờ tôi mới chợt nhớ đến rệt. Tôi thấy rùng mình, nghĩ đến rệt, lỗm ngỗm, ở chiếc sàn gỗ, vẫn là căn buồng xà lim hôm qua. Khi y chuẩn bị đóng suốt cùng, tôi nói như than vãn, thưa ông, chiếc sàn này nhiều rệt quá. Y nhìn tôi lừ lừ, chẳng nói một lời bỏ ra đóng cửa khóa lại đã có kinh nghiệm cùng xong tôi ngồi xổm ngay dậy tôi ngồi sầu suy nghĩ miên man vô kế khả thi chẳng có cách gì để chống lại lũ rệp không lẽ tôi cứ phải ngồi như vậy suốt đêm một ý niệm tràn vào óc tôi trong cuộc đời nhiều khi vì cái thế phải thua phải hàng cả con rệp cũng một con người ấy nhiều khi hiển hách hét ra lửa bao kẻ phải cúi đầu lo sợ nhưng cũng có lúc vì cái thế óc tôi cứ chảy dài theo dòng suy nghĩ bỗng dọc một người con gái nghe như thì thầm gần đâu đây sao anh không nằm nghỉ tôi ngỡ ngàng vảnh tai về phía tiếng nói chẳng hiểu nói với tôi hay nói với ai im lặng mấy phút trôi qua lúc này rõ ràng là người con gái ấy nói với tôi nghe khe khẽ như tiếng thì thầm từ một khe nít ở một tấm vách tường sao anh không trả lời như vậy hẳn cô nàng khi nãy có nghe loáng thoáng tôi nói chuyện với lão cán bộ rồi. Cũng với giọng khe khẽ tôi thì thầm. Xin lỗi có phải cô Nguyệt? Giọng hơi ngạc nhiên. Sao anh biết tên tôi? Tôi hơi cười. Tôi còn biết anh thời nữa. Rồi để đánh tan sự ngần ngại ngạc nhiên tôi tiếp. Có gì đâu hôm qua tôi nghe anh chị gọi nhau. Và để chủ động tôi tiếp tục. Chị bị bắt lâu chưa? Về tội gì? Hơn một tháng rồi, tôi là đoàn trưởng đoàn thanh niên lao động của xứ đạo họ bắt tôi phải từ bỏ việc làm của tôi để gia nhập đoàn thanh niên cộng sản tôi không đồng ý nên họ ghép tội tôi là phần tử phản cách mạng họ bắt tôi thấy chị tỏ ra cởi mở không giữ gìn dễ tin người nhưng cũng có thể chị đã có cái nhìn tinh tế về tôi nên mới như vậy tôi tiếp tục còn anh thời chị nói nhỏ tôi không biết rõ lắm tôi hơi cao giọng tôi có lời chào và thăm hỏi anh thời tiếng nói từ một buồng phía xa chào anh bạn anh mới bị bắt hỉ thấy xa xôi quá phải nói to không tiện nói to trong đêm khuya là một điều bất lợi lại tiếng chị nguyệt nho nhỏ anh bị bắt vì tội gì trông anh ổn lắm tôi cũng hạ giọng xin cảm ơn sự quan tâm chị nhìn tôi có rõ lắm không thế mà tôi chả biết chị như thế nào một tiếng cười khẽ người ta hỏi cứ tảng lơ Cô này có vẻ đáo để và khôn ngoan để khỏi phiền toái những hậu họa vô ích tôi thủng thẳng. Tôi là giáo viên cấp 2 ở Hà Nội, tôi vượt tuyến. Một lúc im lặng rồi với một giọng thắc mắc, vượt tuyến gì mà lại cùm hái chân? Ghê nhỉ, phụ nữ cũng không vừa, nghĩ vậy tôi thản nhiên. Có gì đâu trong lúc bị vây bắt, tôi đã đánh cán bộ. Lại một tiếng cười khẽ, dự nhị, anh hay đánh ngươi lắm hỉ. Để khỏa lớp chuyện đó tôi hỏi, ở đây có mấy buồn xà lim, nói chuyện thế này có khi nào bị cán bộ rình bắt cùm không? Ở đây có tạm buông nói chuyện nhỏ thế này, từ 10 giờ đêm trở đi không sợ, thỉnh thoảng nghe tiếng chân cán bộ đi kiểm tra mình yếm luôn. Tôi nghĩ bụng nói chuyện thế này những lúc hứng câu chuyện làm sao nghe được tiếng chân, hơn nữa gặp phải một tên cán bộ quái, nghe tiếng chân sau nổi. Tuy vậy, tôi cũng không nói ra, tôi nói như than thở. Sao ở đây nhiều rệt thế, tôi không thể nằm được. Lại tiếng cười xịn xịt, sao hay cười thế hết cười cô mới như an ủi ngày mai anh bảo cảo cảng bộ trực xà lim xin ít dầu lửa đổ vào các khe gỗ tôi nghĩ thầm ngày mai tôi có còn ở đây nữa đâu tuy vậy tôi im lặng cũng quá nửa đêm rồi tôi đứng lên ngồi xuống nhiều lần đã mỏi quá thôi cũng đành như đêm qua đành mời mọc hiến dân cho những con rệp con mũi một bữa no nê nữa máu của tao khổ cực đói khát quá nên vừa hôi tanh vừa loãng lắm Lũ chúng mày chỉ có thể hút máu những người nghèo khổ cùng cực Chứ những loại máu thơm ngon bổ béo của những người giàu chúng mày đừng hòng Người ta có mùng mền sạch sẽ và có nhiều loại thuốc để trị chúng mày Giống như đồng chí của chúng mày vậy Chúng chỉ có thể hút máu mũ những đám dân nghèo nàn lạc hậu Chứ những nước giàu có văn minh Người ta có hở cơ ra Chúng mày cũng chỉ khạp được một miếng mà thôi Mới mở sáng hôm sau Tên công an trực trại đã vào mở cửa mở cùm bảo tôi ra có lẽ lúc này cô Nguyệt còn ngủ hoặc có thức tôi cũng không làm sao lên tiếng chào một người chiến hữu hai đêm lợi dụng lúc tên công an quay lưng đi ra tôi gõ nhẹ nhẹ tay vào tường hai cái gọi là để dã từ người bạn mới có lòng cái buổi từ hỏa lò ra đi đã ruột gan đòi đoạn từng cơn bây giờ trở về dù được chúng thông cảm khóa tay ra phía sau nhưng trong lòng tôi như không còn một chút nhựa sống Xe long lóc người tôi ngã nghiêng, vật vờ rũ rượi như những chiếc lá úa trước những trận thu phong cuối mùa. Xe càng chạy trở về, tôi thấy lòng càng quặn thắt xa gần miền Nam thương yêu, lần lượt những hình ảnh bạn bè họ hàng ruột thịt chan chứa, đầm ấm hiền hòa hiện ra trong óc tôi. Qua khe hở của chiếc mui xe, tôi dõi mắt nhìn một mảnh trời hình tam giác lệch về hướng Nam, một mảnh trời xanh xanh mơ hồ, vời vợi rõ ràng nét mặt của mẹ tôi với đôi mắt sầu ngấn lệ nhìn tôi đăm đăm một âm vang rền rĩ trong óc mẹ ơi cách trở ngàn trùng hướng về nơi mẹ ngập ngừng lệ rơi tôi nhắm mắt lại để ngăn dòng lệ khỏi trào ra uất nghẹn dồn về trái tim đen thẫm xe chạy qua vinh trên đường đi thanh hóa hai bên đường ngập lúa chín vàng những sóng lúa dập dờn theo chiều gió những làn hương đồng nội ngây ngất phả ấp không gian cũng không làm giảm được nỗi buồn héo hắt trong lòng tôi. Xe từ từ ngừng lại ở mé đường. Tôi liếc nhìn ra khi hai tên Thành và Nhuận xuống xe, nhìn theo con đường đất chạy dài mãi vào nơi làng xóm xa xôi, mãi trong phía xa khoảng 200 mét, cách đường nhựa nơi xe đậu. Tôi thấy có ba bốn thanh niên và mấy em nho nhỏ hầu hết là quần đùi chân đất đang chạy ra phía chiếc xe. Khi các em chạy đến qua một vài câu trao đổi, tôi mới hiểu đây là quê hương của tên Thành. Chắc Thành đã viết thư về từ trước, lâu ngày đi làm việc ở Hà Nội xa, may có dịp công tác qua quê nhà, nên y hẹn các em, các cháu ra hỏi han tin nhà, và cũng là để vẽ vang với xóm làng. Mấy thanh niên và các em nhỏ tò mò nhìn vào trong xe, chẳng biết chúng sẽ suy nghĩ gì với những cái đầu óc bị bao vây trong lũy che làng. Lũ thanh niên và Thành hỏi han nhau ríu tiếp nào là Anh Thành ơi, anh A đã vào chiến trường B rồi. Theo miền Bắc lúc ấy chiến trường A là miền Bắc, B là miền Nam và C là Lào. Chị B lên huyện làm y tá, anh C đã làm tiểu đội trưởng du kích vân vân. Đột nhiên, một thanh niên giọng Bắc háo hức, anh Thành ạ, à, anh Lương làng mình đã mua được một chiếc xe đạp rồi đấy. Bình bầu mãi 280 đồng giá cung cấp. Hai cái phanh sáng loáng, hôm nọ nói mãi anh ấy mới cho em đi thử một vòng ở sân hợp tác xã êm như ru, sướng lắm. Tôi nghĩ thầm một chiếc xe đạp. Bao nhiêu lâu anh em mới gặp nhau có 10-15 phút mà khoe một chiếc xe đạp lại là của người khác cho mượn. Tôi cảm thấy ở miền Nam chuyện mua một chiếc ô tô cũng không đến nỗi chiếm vào cái thời giờ ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện gia đình cần nói. Sự việc này cho phép tôi hiểu hơn một chút về cảnh sống của người dân miền Bắc. Đám thanh niên, trẻ con rờ rờ mó mó chiếc xe ô tô như một thứ kỳ vĩ lạ lùng với đầu óc ngây thơ hạn hẹp của họ đúng là liên xô trung quốc vĩ đại thực vô địch thực nghĩ cho cùng nếu tôi phải sống như họ thì tôi cũng chẳng khác gì họ vậy lỗi này đâu có phải tại họ 15 phút sau xe lại chạy những đứa trẻ con còn cố chạy theo để rờ mó chiếc xe như thể tiếc rẻ chưa rờ đã các bạn đã nghe xong phần 19 Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 20.